Thưa quý vị, thưa các bạn, những lúng túng, yếu kém trong việc điều hành xuất khẩu gạo đang ngày càng ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp xuất khẩu và hàng triệu người nông dân. Do bị gộp chung vào hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn trong tháng 4 và rồi lại không đăng ký được tờ khai hải quan, được Tổng cục Hải quan mở ra trong đêm. Hàng trăm ngàn tấn gạo nếp đang nằm chờ tại các cảng và tại nhà dân ở các địa phương Long An, An Giang đang không thể xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo nếp đã phải gửi đơn kêu cứu lên chính phủ. Trước bất cập này, thì Bộ Công Thương chiều qua đã phải có công văn hòa tốc gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xin ý kiến bộ này về xuất khẩu gạo nếp. Trong văn bản trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến về việc có tính gạo nếp vào lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không và về ảnh hưởng của lượng gạo nếp trồng tại Long An, An Giang đối với an ninh lương thực quốc gia. Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp thêm thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến, quy ra gạo của gạo nếp tại hai tỉnh theo từng vụ. Đồng thời đưa ra đề xuất và kiến nghị đối với việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới. Trên thực tế, trước khi Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xin ý kiến về xuất khẩu gạo nếp và cả trước khi Thủ tướng ra quyết định cho xuất khẩu gạo với 400.000 tấn trong tháng 4 này, các tỉnh có diện tích gạo nếp lớn như là An Giang, Long An và cả Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương và Chính phủ cho phép xuất khẩu gạo nếp không giới hạn. Bởi loại gạo này chủ yếu dùng để xuất khẩu, tuy nhiên bộ này vẫn không đồng tình. Ngay cả các quy định về dự trữ gạo quốc gia từ bao năm qua cũng không hề có tên gạo nếp. Ấy vậy mà Bộ Công Thương vẫn yêu cầu các bộ cho ý kiến về việc là gạo nếp có tính trọng lượng dự trữ gạo phục vụ an ninh lương thực hay không. Và để hiểu rõ hơn về ý kiến phúc đáp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện trạng sản xuất lúa gạo nếp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như thế nào, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tại Nghị định 94/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dự trữ quốc gia, trong chương 2, điều 3 có ghi rõ, trong tình huống đột xuất, cấp bách, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng, thì các bộ phải huy động tài sản, hàng hóa, vật tư, thiết bị của tổ chức cá nhân cho dự trữ quốc gia. Theo đó, mặt hàng lương thực chỉ có thóc tẻ và gạo tẻ, không có gạo nếp. Gạo nếp là nó không nằm trong cái dự trữ quốc gia và cái gạo nếp cũng đã được xuất khẩu trong nhiều năm qua ở những cái tháng đầu năm rất là tốt. Do đó là mình khuyến khích, cũng đề nghị là cho xuất khẩu hết cái gạo nếp trong cái vụ lúa đông xuân này. Việc xuất khẩu nếp không làm ảnh hưởng đến tình hình cung cầu lúa gạo ở trong nước, cũng như không làm đe dọa đến cái an ninh lương thực quốc gia. Theo thống kê, hiện nay diện tích sản xuất gạo nếp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên 300.000 ha, sản lượng cả năm đạt 1,5 triệu tấn. Việc sản xuất lúa nếp chỉ tập trung tại một số vùng đặc thù, trong đó nhiều nhất là An Giang với 100.000 ha mỗi năm, Long An gần 130.000 ha mỗi năm. Và từ xưa đến nay, hơn 90% sản lượng gạo nếp người dân làm ra là để xuất khẩu. Phần lớn là xuất khẩu, thành ra nếu mà không được xuất khẩu thì sẽ khó khăn cho người trồng nếp, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Thành ra đề nghị tỉnh cũng đang chuẩn bị đã kiến nghị rồi và đang tiếp tục kiến nghị để làm sao để nếp được xuất khẩu gọi là hết hạn ngạch của sản lượng hiện nay. Báo cáo cho thấy, chỉ tính riêng hai tỉnh An Giang và Long An đang tồn kho trên gần 100.000 tấn gạo nếp. Hiện nay, có trên 13.000 tấn gạo nếp đang nằm ở cảng. Mỗi ngày, doanh nghiệp phải trả tất cả các chi phí lưu cảng lên đến hàng chục triệu đồng. Nếu trong vòng nửa tháng nữa không thể xuất khẩu, thì nhiều công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Cảng nếp là cái xuất Trung Quốc mà người ta chỉ sử dụng để làm bột, để làm bún, làm bột. Mà nếu mà để lâu nó sẽ xuống cấp rồi thì không sử dụng lại trong nước thì coi như là doanh nghiệp bị phá sản. Cho nên cái nghị chính phủ và coi như là Bộ Công Thương nên tạo điều kiện cho tất cả những cái mặt hàng, cái sản lượng, cái số lượng mà hàng hóa mà nếp được xuất trong tháng 4 này hoặc để đóng đến cuối đầu tháng 5. Nhiều ý kiến cho rằng với các mặt hàng đặc thù sản xuất để xuất khẩu thì cần cho xuất khẩu. Điều này cũng có thể không tác động đến vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
mà còn giúp tăng giá trị xuất khẩu cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID đang hoành hành. Khi mỗi năm, ngành gạo nếp có thể đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu gạo nói chung trên 100 triệu đô la Mỹ. Cũng cần phải nói thêm là trong văn bản gửi phúc đáp Bộ Công Thương vào chiều nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã kiến nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ đông xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu thị trường để làm cơ sở điều tiết tỷ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp cho các vụ tiếp theo.